mình rất là mong đợi một zombie từ tạo hình bởi người Việt Nam. Những xác sống ở Việt Nam đó sẽ nói tiếng Việt Nam hay là sẽ nói một cái ngôn ngữ gì đó. Đó. The effects look really good in the trailer. Giúp phim miền Tây bù la xác sống. Vô coi đừng sợ nha ba. Ồ, chắc sợ lắm đây. Để làm được cái đại dịch không đơn giản. Mình lại mong chờ cái sợ lần này. Một bộ phim còn mang đậm chất văn hóa Việt Nam. Một cái đề tài lạ mọi người. Và ai cũng háo hức á, mọi người thấy đó, trời rất là đông luôn. Mình đánh giá rất là cao vì cái sự nỗ lực của cả một cái tập thể, cả một cái ekip khi mình tạo ra được một cái sản phẩm như vậy. Đây là một cái đề tài survival mà trong đó zombie là môi trường. Khó khăn thì nó quá trời khó khăn. Thứ nhất là đề tài nó đã khó rồi, tại vì nó quá nhiều sự so sánh mà. Rồi cái thứ hai là về quá trang phục trang. Cái tình cảm của mọi người dành cho ekip rất là nhiều. Đó là một cái khích lệ rất lớn để ekip phải cố gắng hơn nữa. Cái độ hóa trang á, về tủ Remy là đã hấp dẫn như vậy rồi, thì trong phim chắc chắn là sẽ còn có những con zombie còn gớm ghiếc hơn nữa. Tất nhiên là mình không nói rằng là nó quá hoàn hảo, nhưng mà ở đây là mình đánh giá rất cao cái nỗ lực và cái tinh thần chung của mọi người để làm được một sản phẩm như thế này. Ekip muốn làm bộ phim này với cái tinh thần cầu thị, rất mong rằng là bộ phim sẽ được đón nhận. Quan trọng rằng zombie nó vẫn phải đặc trưng của Việt Nam nha quý vị. Nó phải là Việt Nam, mình phải có bản sắc của mình. Quá ghê, sợ quá. Đó là sự công phu của kỹ thuật hóa trang. Giật mình mấy lần và cảm giác rất là sợ hãi. Rất là ấn tượng. Nhìn nó hơi lắm mọi người. Giờ đứng ngồi cái bên coi mà giật mình mấy lần. Khi người khán giả tin đây là một cái đại dịch thật và đây là một cái zombie thật. Hồi hộp gây cấn qua từng phân đoạn. Rất là cảm xúc luôn. Phút cuối hoạt động mà cũng khóc luôn. Bây giờ mình vẫn còn xúc động. Lê Lộc cảm ơn rất là nhiều vì cho Lê Lộc được hoàn thành trọn vẹn vai diễn của mình. Mình phải yêu nó, mình phải thật sự thích nó thì mình mới có thể chiến đấu tới giờ phút này. Lên chiếc xe về Cù Lao đi quý vị. Xem phim, xem cảnh, xem người. Cù Lao xác sống vào ngày 1 tháng 9. Cù Lao xác sống. Cù Lao xác sống. Cù Lao xác sống. Cù Lao xác sống. Ở đó có những cái xác sống rất là dễ thương, rất là tình người nha quý vị.